ngày 23 tháng 10, chỉ đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với các đối tượng Lý Đình Vũ 1982, trú tại Làng Mạc Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh, Nguyễn Trương Đại sinh năm 1994, trú tại tỉnh Bắc Ninh, Hoàng Văn Thám sinh năm 1986, trú tỉnh Lạng Sơn. Các đối tượng này bị khởi tố, nắm tạm giam về tội gây ô nhiễm môi trường luật pháp tại Điều 235 Bộ Luật Hình sự 2015. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng rãi vụ án, làm rõ ràng hành vi của những người có liên quan để xử lý nghiêm theo luật pháp của pháp luật. Trước đó, ngày 16 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kỳ Sơn Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11 Cảnh sát điều tra về tội gây ô nhiễm môi trường theo luật pháp tại Điều 235 Bộ Luật Hình sự. Ngày 18 tháng 10 năm 2019, Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ khẩn cấp hai đối tượng Nguyễn Trương Đại quê ở Bắc Ninh và Hoàng Văn Thám quê ở tỉnh Lạng Sơn là nghi can liên quan đến vụ đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà. Ngày 20 tháng 10 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ đối tượng Lý Đình Vũ 1982, trú tại Làng Mạc Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đây là đối tượng thứ ba liên quan đến việc xả thải gây ô nhiễm môi trường nguồn nước sạch sông Đà. Trước đó, sau khi đến cơ quan công an đầu thú, Lý Đình Vũ khai được một người phụ nữ tên là Trang ở Phú Thọ thuê đổ chất thải. Sau khi thỏa thuận, Lý Đình Vũ trở lại Bắc Ninh thuê Nguyễn Trương Đại và Hoàng Văn Thám đi lấy chất thải để đổ. Ngày 6 tháng 10, Đại và Thám tài xế ô tô tải Đại Dương kiểm soát 99K8783 đi từ tỉnh Bắc Ninh đến công ty gạch, vốn xứ Thanh Hà lấy chất thải bơm vào 10 thùng chứa khoảng 10 mét khối, sau đó di chuyển về công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Cao Su 10, địa chỉ tại Làng Mạc Chí Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên gửi xe. Đến ngày 8 tháng 10, Đại và Thám tài xế tải trên đi đổ thải ở Hòa Bình, tuy nhiên, do trên đường bị quẳng xe nên Đại gọi điện cho Vũ đến. Chính vì vậy, Vũ đã tài xế ô tô mang kiểm soát 89A13766 đến nơi xe quẳng. Sau đó, ba đối tượng mang xe tải đi sửa rồi chở đến khu vực vắng người ở Làng Mạc Quyết Tiến, Làng Mạc Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình tiến hành xả chất thải, sau đó bỏ trốn.